Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ cho nông sản chủ lực của địa phương phát triển. Năng suất tăng, chất lượng được cải thiện. Song nông dân và các tổ hợp tác vẫn còn đó những nỗi lo, lo về giá, lo về tìm đầu ra cho sản phẩm. Vì vậy, tăng cường liên kết doanh nghiệp bán lẻ, kinh doanh với nhà nông đang là giải pháp chú trọng hiện nay. Nhằm hỗ trợ nông dân quảng bá và tìm kiếm những thị trường tiêu thụ lớn hơn, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp triển khai đề án xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là thách thức và động lực để nông dân thay đổi cách thức sản xuất, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng nông sản, tự bảo vệ thương hiệu của mình trước nhiều sự lựa chọn của người tiêu dùng. Với mô hình liên kết kinh doanh sản phẩm OCOP cùng với các điểm bán hàng được duy trì, kỳ vọng sẽ thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng đối với nông sản nội, giúp các loại nông sản Việt có thể cạnh tranh sòng phẳng, từ đó nâng tầm giá trị nông sản Việt.